Sideways là trạng thái xảy ra khi giá chứng khoán đi ngang trong một biên độ ổn định, không hình thành xu hướng cụ thể. Dù là ở bất kỳ thị trường nào, việc tăng hay giảm giá cũng không thể xảy ra liên tục. Thời điểm diễn ra sideways là lúc để thị trường bình ổn lại, chuẩn bị cho một xu hướng tăng, giảm cụ thể tiếp theo. Tình trạng sideways có thể diễn ra trong vài tháng và có thể tới cả năm. Trong khoảng thời gian này, biểu đồ giá không thể hiện một tín hiệu tăng hay giảm rõ ràng, khiến nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc thực hiện giao dịch. Thông thường, giai đoạn sideways sẽ xuất hiện ở thời điểm cuối xu hướng giá tăng hoặc cuối xu hướng giá giảm. Vùng sideways được tạo ra với các đường kháng cự và đường hỗ trợ. Sideways bắt đầu hình thành khi giá chứng khoán chạm hai đường hỗ trợ và kháng cự 4 lần mà chưa tạo thành các đỉnh mới hoặc đáy mới. Các dịp lễ, Tết là thời điểm mà sideways thường xuất hiện, bởi đây là khoảng thời gian ít người mua bán trên thị trường nên xu hướng giá sẽ được ổn định. Sideways sẽ kết thúc khi đường giá đi vượt khỏi vùng hỗ trợ hay kháng cự để di chuyển theo một xu hướng mới. Do không có sự chênh lệch giá nên nhà đầu tư khó xác định thời điểm nào nên mua vào hay nên bán ra. Để có thể kiếm lời được trong giai đoạn sideways, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường, bán ra hoặc mua vào ngay khi thấy có cơ hội tiềm năng. Một số công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để nhận biết thị trường sideways như sau. Chỉ báo RSI, Relative Strength Index, RSI là chỉ số sức mạnh tương đối cho thấy giá của thị trường đang biến động lên xuống mạnh mẽ như thế nào. Khi thị trường sideways, chỉ báo RSI dao động quanh mức 50, tức là mức cân bằng giữa bên mua và bên bán. Chỉ báo ADX, Average Directional Index, ADX cũng là một loại chỉ báo dao động tương tự như RSI, với thăng từ 0 đến 100. Giá trị của chỉ số này càng nhỏ tức là sức mạnh của xu hướng giá tăng hoặc giảm cũng sẽ càng yếu đi. Giá trị của ADX ở dưới 25 cảnh báo việc xu hướng giá sẽ đi ngang. Giải Bollinger Band, đây là chỉ báo phân tích kỹ thuật kết hợp bởi đường trung bình, Moving Average, với độ lệch Chuan, sử dụng với mục đích để đo lường sự biến động của thị trường. Giải Bollinger sẽ thu hẹp lại khi xu hướng giá trên thị trường không có quá nhiều biến động và ngược lại.